Kính chào tất cả các bác. Hôm nay em có cái video nói về cái con Bo 1705 và Bo 1703 các bác nhé. Cái con Bo 1705 25 mã. Con này là Bo 1705 25 mã nhé các bác nhá. Con này thì em đã bán cho một bác khách 1705 thường ạ. Bo 1705 thường ạ. Con này thì em đã bán cho một bác khách rồi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng của bác ấy thì nó bị lỗi. Thì bác ấy có gửi lại cho em. Thì em cũng đã có một con khác em đổi cho bác ấy rồi. Thì bán hàng thì cũng phải chấp nhận những cái việc đấy thôi các bạn. Có những cái là bán đi vì là nó là đồ loại như thế này ấy. Thì đôi khi là em đang dùng, em đang test, nó ngon, nó không vấn đề gì. Các bác mang về dùng trong cái thời gian mà bảo hành của bên em, nó có bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra thì các bác phản ảnh lại giúp em. Đấy, như cái con này thì cũng trong thời gian bác khách bác cái mới mua cái con này, và trong cái thời gian là bảo hành của bên em thì em cũng đã đổi lại cho bác cái một con là Bo TA 55. Và bác ấy có cái con này, con TA 55, thì hai con tiền nó có chênh với nhau, thì bác ấy cũng đã có bù thêm cho em về cái việc là thêm tiền của con TA 55. Thì nhân đây thì em cũng có cái lời để cảm ơn bác rất là nhiều. Con này các bác nhé, là tình trạng là bây giờ là nó đang bị chết một kênh, chết một kênh bên trái, chết một kênh bên trái các bác nhé, còn một kênh bên phải, còn một kênh bên phải, chết một kênh bên trái, còn một kênh bên phải. Thì em cũng có trao đổi với bác ấy nào, một bác ấy mang đi, có quen bác thợ nào thì bác ấy mang đến bác thợ đấy sửa hết bao nhiêu tiền thì em sẽ là người sẽ phải bù lại cái tiền sửa đó, và anh em có thể nói chuyện thêm với nhau. Phương án thứ hai là anh ấy có thể hoàn lại giúp em, và phương án thứ ba là hôm đấy em còn con TA 55 là em sẽ đổi qua con TA 55, nhưng mà cái chi phí của con TA 55 thì nó hơn con này, và bác ấy đồng ý với cái phương án thứ ba. Thì hôm nay em cũng nhận được cái hàng mà bác ấy gửi lại. Thì em vừa nãy em cũng có test qua rồi, là nó còn kênh bên phải và chết mất một kênh bên trái. Chết một kênh bên trái nha các bác nhé. Đấy. Thì là em sẽ làm cái video để em bán xả cho bác nào thích cái con này. Tí nữa cái con này em sẽ nói đến cái con bên này các bác nhé. Em sẽ làm video test con này để bán xả con này luôn. Thì bác cái trao đổi là bác khách kia ra thay cái con IC trong này. Nó sử dụng một con IC là 7294. Con đấy thợ thay thì hết khoảng độ là 250.000. Đấy là giá là bình, giá là thường thợ người ta lấy. Còn đôi khi anh em thợ thì cũng có người lấy cao hơn một chút, có những người lấy bằng đấy, và có đôi khi có những người lấy rẻ hơn. Thì cũng còn tùy nhé các bác nhé. Thì em xin phép em test cái con này cho các bác nghe. Con này là con 1705 25 mã. Đây em đang kết nối với hai cái con loa 101 nha các bác nhá. Em đang kết nối với hai con loa 101 đấy ạ. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Bây giờ là 12 giờ đêm nhé các bác nhá. Thì là em cũng tranh thủ em làm cái video để em xả hai con này, để kiếm tiền mua cái bánh cho cháu nó. Ngày mai cũng là rằm rồi. À, nay là rằm rồi, giờ quá 12 giờ thì hôm nay 13, ngày mai là ngày 14. Thì còn một ngày nữa là sẽ đến rằm. Đấy, thì em sẽ test cái con này cho các bác nghe nhé. Đây em đang kết nối với hai cái con loa. Đây ạ, hai con loa 101 đấy ạ. Thì em sẽ quay vào hai cái con nhân vật chính này nhé các bác nhé. Đây, hiện tại nó chỉ có một bên phía bên phải nghe được nhé các bác nhé. Bây giờ muộn rồi nên là em cũng test nó không, tiếng nó mở nó không được to cho lắm. Đây em sẽ cho nổi hai cái con loa lên. Em
bảo anh đi đi. Đấy nha các bác nhá. Đây em đảo với phía sau này. Đây con này con bên trái này. Là không nghe được các bạn. Nó chết mất một kênh bên bên phải này vẫn nghe được nha các bạn nhá. Phía bên trái này là không lên. À, em mở nãy em đã test thử rồi. Đấy. Hình thức con này thì rất là đẹp. Đây em sẽ quay cho các bác xem. Con này rất là đẹp nha các bác nhá. Vỏ với con thứ rất là đẹp và em cam kết là chưa mở ốc, chưa sửa chữa bất kỳ một cái gì luôn. Các bác theo dõi kênh em thì cũng sẽ biết. Đây, rất là đẹp. Những cái ốc này chưa hề mở nha các bác nhá. Các bác về các bác có thể kiểm kiểm mà tra mấy cái nút này là và bác khách bác cái dùng là bác cái dán và bác cái để cho nó khỏi bị xước ở phía bên dưới đấy. Đấy thì em để nguyên như này luôn. Ở đây là cái mã của nó đây các bác này. 1705 đây số series đấy các bác nhá. 185. Số series là 185 đấy. Đấy em báo rất là rõ ràng, số series đầy đủ. Con này rất là đẹp. Tiếp đến là em sẽ test sang cái con bô 1703. Đây. Em nó kéo một cái dây lên. Đây là con 1703 cũng rất là đẹp nha các bác nhá. Đây là 1703. Đây. Các bác nhìn bô TE 1703. Số series đây. Số series number 11263. Cái này có thể chơi chế độ mono và chế độ stereo nha các bác nhá. Đấy ạ. Trở kháng cũng rất là lớn, trở kháng chơi stereo là từ 4 đến 16 ohm, còn chơi mono là từ 8 đến 16 ohm nha các bác nhá. Hai cái đầu này input output thì các bác có thể cấp nhạc vào đầu nào cũng có thể nghe được hết. Hai cái này nó nối chung với nhau. Hai nối chung với nhau. Đây mặt mũi đây, rất là đẹp luôn các bạn. Phía bên dưới đấy. Và phía đằng trước đây. Đằng trước đây, đằng trước tên của nó đấy nhá. Bo Forsor Sony nha các bác nhá. Con này đèn của nó này đèn màu đỏ, con kia là đèn màu xanh ạ. Con kia đèn màu xanh. Con này đèn báo màu đỏ. Thêm báo qua tình trạng của con này. Con này này nó có cổng input này nè. Thì cái cổng ở phía left phía bên trên ở đây. Thì là đây em sờ vào nó hơi rung rung. Hơi rung rung nên là cắm nhạc và nó bị chập chờn nhá, cắm nhạc chập chờn. Các bác cắm sang phía bên này thì vẫn nghe được ngon, không vấn đề gì. Hai bên này nối thông với nhau nên là các bác cắm bên này vẫn nghe được, không có ảnh hưởng gì ạ. Đây em sẽ test đến cái con này cả nhá các bác nhá. Đây em sẽ cấp cái nhạc vào. Đây em cấp nhạc vào nhá các bác nhá. Em sẽ cắm cái dây loa. Bây giờ nó cũng khá là muộn này nên là các bác thông cảm khi mà em chỉ mở được cái mức tiếng nó vừa phải thôi. Gọi là để nghe, để test chứng minh là nó sống hay là nó có vấn đề gì. Chứ cũng không mở to để mà các bác có thể nghe được cái chất âm của nó được. Chất âm của những cái con này thì các bác có ở trên kênh em cũng làm video rất nhiều về hai cái dòng này đấy nhá các bác nhá. Để em ghim cái dây, một tay cầm một tay ghim dây hơi khó. Các bạn, đây em đã ghim dây xong rồi nha các bạn nhé. Em sẽ gạt lên chơi chế độ stereo này các bạn này, gạt lên chơi chế độ stereo nhé. Đây cái chân trắng này này chính là cái chân ấy này, em sẽ mở lên cho các bác nghe. Cái này vẫn đang chạy. Đây. Em rút cái chân đỏ này các bác này. Đây. Cái chân trắng nhá. Đây em cho lớn tiếng một tí. Đấy, chân trắng nó cứ bị chập chờn đấy. Đấy, chân trắng nó cứ bị chập chờn đấy. Đấy. Đừng đợi. Đấy, chân trắng nó cứ bị chập chờn nữa các bác nhá. Vì cái chân này em sờ vào nó nỏng, còn các bác cắm sang bên này. Cắm sang bên này thì vẫn nghe được nha các bác. Cho nhỏ lên một chút, không lên hàng xóm người ta sang người ta kiện em chết. Đây.
cắm sang chân bên này thì nó bị chập chờn, lúc to lúc bé đấy ạ. Em nghiêng, phải nghiêng đi thì tiếng nó mới to được. Cắm sang bên này, ok, nghe không vấn đề gì. Đây là bên dưới đấy ạ, cổng drive nữa đấy ạ. Đấy, vì tình trạng hai con là nó bị cái tình trạng đấy nhá các bác nhá. Thì em sẽ xả cái con 1705 này giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu các bác nhá. Còn con 1703 này em sẽ bán xả cho các bác giá là 2,350,000, 2,350,000 con này các bác nhá. Còn con này 1705 này thì là giá là 1,5 triệu. Thì bác nào có nhu cầu bất kỳ con nào thì xin mời liên hệ với em, có số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.